cho các bạn. Hôm nay thì mình sẽ test cho các bạn củ kem Body Agonistic mẫu mới nhất, là bán giá bán lẻ một hộp là 200.000. Thì đặc biệt cứ là mình sẽ tặng cho khách hàng của mình đặc biệt mua từ đây cho đến hết ngày 31 tháng 8, khi mà khách hàng mua một combo hai củ, tức là combo hai củ 200.000, thì mình sẽ tặng được kèm cho mình một bịch cà phê dạng cappuccino detox. Ok, từ đây cho đến ngày 31 tháng 8 nha các bạn. Thì khi mà khách hàng mua như vậy thì sẽ tặng cho mình một bịch cà phê. Thì nó rất là mịn, mà thì mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn cách nhận diện là hàng kem thật Agonistic và mẫu kem giả. Thì đầu tiên là các bạn sẽ kiểm tra cái đáy hộp này trước. Ở dưới cái đáy hộp này thì các bạn thấy cái mẫu chữ thì nó sẽ có in nổi, đó là hộp kem thật, in nổi là hình chữ chữ A và từ Agonistic, và nó có in ngày sản xuất và ngày sử dụng đầy đủ. Rồi thì cái hộp bên ngoài á, thì các bạn chú ý cái tem của nó, cái tem và cái vỏ hộp, là cái vỏ này và cái tem thì nó sẽ nhỏ hơn, cái tem nó nhỏ hơn, hàng thật thì cái tem nó nhỏ hơn, hàng giả thì cái tem nó rất là bự. Và cái chữ A này, cái nhãn hiệu A Agonistic này của cái hộp mẫu hộp, thì cái chữ A này á, thì các bạn thấy nó lấp lánh gì nè, nó có nhũ bạc đó các bạn. Còn cái mẫu giả thì cái vỏ nó không có lấp lánh nha. Rồi, bây giờ mình sẽ test cho các bạn một kem. Từ đây cho đến hết ngày 31 tháng 8 nha các bạn. Wow. Rồi, đối với mẫu thật nữa, thì thứ nhất là cái chất kem á, mẫu thật thì các bạn thấy nó có màu như thế này, nó vàng hơi ngã vàng màu, như màu này là màu vàng nhạt chứ các bạn, màu vàng nhạt, thật là nhạt luôn. Thì đây là chất mẫu thật, tông ngay từ lần đầu mình pha luôn. Đó, các bạn để ý thấy hai cái gì khác nhau này, cái này nó sáng hơn, cái này nó tối. Ok, rồi mình nhắc lại một lần nữa, các bạn khách hàng khi mà mình mua một thủ kem body như thế này, một hũ, thì mình sẽ tặng tùy vào cái hóa đơn của mình nha. Nhưng mà khi mình mua combo hai hũ trở lên thì các bạn sẽ được tặng một gói cà phê cappuccino detox như thế này, từ đây đến hết ngày 31 tháng 8 thôi. Rồi, ok, thì số lượng nó cũng có hạn thôi, mình chỉ tặng được vài gói thôi, cho nên là các bạn cứ tranh thủ nha. Một hũ như vậy thì giá bán lẻ của nó chỉ có 200.000 thôi, và nếu các bạn mua từ hai hũ trở lên thì thể bớt được. Và đặc biệt là mình sẽ đổi cho các bạn, khi mà các bạn xài hết rồi thì cái vỏ hộp này mình sẽ đổi cho các bạn, mỗi một vỏ như thế này thì mình sẽ đổi cho các bạn 10.000 cho cái hóa đơn lần sau. Được chưa? Rồi, cảm ơn các bạn.